Xin chào các bạn, thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng lại ảnh gì, ảnh bìa và bài viết của các bạn nhé. Rồi, thì trước khi làm video này, mình đã test thử tăng like rồi nè. Thì mới đăng 4 phút trước nè, mình mà like nó đã lên là 100 mấy rồi nè. Rồi, vẫn còn đang tăng nhé. Rồi, ok, thì để tăng được thì các bạn phải mở công khai like cho người lạ like đã nhé. Có nhiều bạn không mở thì đơn nó sẽ không lên nhé. Rồi các bạn vào phần cài đặt giúp mình nhé. Đây cài đặt. Rồi các bạn kéo xuống có phần bài viết công khai đây. Bạn nhấn vào. Thì ai có thể theo dõi tôi này để là để tăng follow này. Rồi các bạn kéo xuống dưới. Thì đây ai có thể thích hoặc bình luận về những thông tin công khai trên trang cá nhân của bạn, bao gồm ảnh đại diện, ảnh bìa nè, các bạn bật công khai như vậy thì mới tăng được like nhé. Và cái này là cho người lạ like bài viết của bạn nè. Sau khi các bạn bật được rồi, rồi thì để tăng thì các bạn mở một tab mới nè. Xong các bạn nhập là hoduylong.net nhé. Vậy thì nó sẽ ra trang này. Các bạn đăng ký giúp mình một tài khoản là bấm ở đây là đăng ký ngay rồi. Các bạn nhập tên và địa chỉ email và mật khẩu của bạn và bấm đăng ký là được nhé. Mình có tài khoản rồi nên mình sẽ đăng nhập luôn. Thì để làm thì các bạn có thể nạp thử 10.000 vào trước nhé. Đây các bạn bấm vào phần 3 phần trên này nè. Đây sẽ sổ ra trang như này. Rồi các bạn vào phần nạp tiền. Các bạn có thể nạp bằng thẻ cào hoặc ngân hàng. Các bạn có thể nạp 10.000 vào để trải nghiệm thử dịch vụ trước nhé. Đây thì các bạn có thể nạp bằng thẻ cào hoặc là chuyển khoản nhé. Ai chuyển khoản thì các bạn chuyển vào số tài khoản này và nhớ là nhập đúng nội dung là như thế này để được auto nạp nhé. Ai chuyển sai nội dung sẽ mất 10% phí và cộng mất thời gian nhé. Các bạn nhớ sao chép nội dung à. Đấy, xong rồi dán vào phần nội dung chuyển tiền là được. Các bạn nạp 10.000 vào để trải nghiệm trước nhé. Rồi, các bạn vào phần dịch vụ Facebook nè. Đây, tăng like. Tăng like thì khá là rẻ luôn. Chỉ phải 5.000 cho 1.000 người, 1.000 like. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tăng ảnh đại diện và ảnh bìa trước nhé. Rồi thì để lấy link ảnh đại diện và ảnh bìa thì mình thì chỉ lấy được trên trên Facebook, trên trình duyệt thôi nhé. Các bạn nên nhấn thẳng vào ảnh đại diện ở trên này luôn và ảnh bìa. Lưu ý ảnh đại diện và ảnh bìa phải nhấn ở trên này. Đây, các bạn nhấn phần ở dưới, góc dưới này nè. Đấy, xong các bạn bấm xem ảnh đại diện thì nó mới ra link như vậy. Đây, photo.bsb. Các bạn sao chép như vậy là đúng. Rồi các bạn quay lại trang tăng à. Bạn dán vào. Thấy nó sẽ lấy tự động lấy ID cho bạn. Rồi giờ là các bạn chọn loại server. Anh như có server 7 Live Việt nè. Lên sau 10 phút nè. 10 tới 15 phút sau khi cài. Ok, mình sẽ test thử 100 nhé. Bấm tạo đơn. Ở như vậy là đã tạo thành công. Các bạn có thể xem đơn ở trên này, đơn đã mua này. Thì nó sẽ ở đây nhá. Rồi, đang chạy này. Thì ảnh bìa thì cũng như vậy nhá. Ảnh bìa thì các bạn nhấn vào. Xem ảnh bìa này. Đấy, các bạn sao chép trên này. Và vào kia và mua thôi. Bài viết thì đơn giản. Các bạn nhấn vào phần 3 chấm này nè. Nó có phần sao chép tin kết này là ok. Hoặc là trên máy tính thì các bạn nhấn vào phần giờ trên này nè. Đấy. Và nó sẽ có link ở đây. Đấy. Trên máy tính thì chỉ cần bấm vào phần giờ này và sao chép link trên này là được. Trên điện thoại thì cũng sao chép như vậy luôn. Đấy, sao chép. Và mua. Gọi lại trang mua nè. Đây thì ảnh đại diện đã lên rồi nè. Lên 97 like rồi nhá. Thì follow cũng đang bắt đầu chạy rồi. Thì tăng bình luận cũng như vậy luôn nhá. Tăng bình luận thì các bạn nhấn bài viết thì các bạn bấm vào 3 chấm này. Và sao chép tin kết. Nếu mà trên trình duyệt các bạn không có thì các bạn vào phần vào ứng dụng của bạn luôn cũng được. Ứng dụng trên Facebook. Bạn nhấn 3 chấm và sao chép là được. Còn trên máy tính thì các bạn bấm vào phần giờ. Và sao chép lên ở trên này nhé. Rồi ok, thì video hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy thích video này thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một share video này nhé.
Nhớ bật chuông để không bỏ lỡ những video hướng dẫn kiếm tiền online của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.